Lời chứng của Grace Iher Onizika Phần 4, cuối cùng, chương 10, 12 Chương 10, những mức độ của việc đào tạo tâm linh của quỷ để tốt nghiệp Có nhiều mức độ hoặc mức độ đạt được tâm linh khác nhau trong thế giới ma quỷ Một sinh viên tốt nghiệp từ cấp độ này sang cấp độ khác theo một thứ tự đều đặn Trong thế giới linh hồn, có một bản đen có viết tất cả tên của những người có quyền năng của Đức Chúa Trời dưới bản này được viết là khai báo không thể chịu được. Nếu bất kỳ tác nhân ma quỷ nào thành công trong việc mang lại sự sụp đổ của bất kỳ người nào trong số họ, anh ta sẽ được thăng chức cao. Tuy nhiên, sự quảng bá của ma quỷ là hủy diệt và chắc chắn đưa một người vào lửa địa ngục nhưng sự quảng bá của Đức Chúa Trời là chân chính và mang lại phước lành, Ngài không thêm sự phiền muộn vào nó. Thi Thiên 75 câu 6, châm 10 câu 22 Về cơ bản, tôi đã được thăng cấp lên cấp độ 999, cấp độ cao hơn, cấp độ của sự xấu xa tâm linh trong những nơi cao như Kinh Thánh ghi lại trong ép. 6 câu 12 sau khi tôi đã nộp hơn 2.000, 2.000, linh hồn và con người của Đức Chúa Trời của tôi đã hạ thấp. Tôi tự động được chỉ định ba vệ sĩ ma quỷ quốc tế được biết đến với tên Maha, Mahak và Ma Sắc. Satan cũng đã cho tôi 250 con trăng để làm lính canh cho tôi sau đó tôi đã đủ điều kiện để nhìn thấy lửa địa ngục lưu ý rằng lửa địa ngục không nằm trong không trung mà là bí mật khi nó được mở ra cho tôi tôi thấy sự kinh hoàng những người ở đó bị tra tấn và thống khổ đó là một nơi đầy đau buồn đau khổ không có sự cảm thông một nơi mà ở đó không có tình bạn đầy những người khóc lóc tôi đã biết một nơi mà bạn không thể tìm thấy nước ở đó sâu không hề chết và lửa không bao giờ tắt Hải Huyền 21 câu 8 mắt 9 câu 44. Lạy Chúa xin mở mắt tâm linh của chúng ta để nhìn thấy lửa địa ngục, chúng ta sẽ trở nên nghiêm túc hơn với những người theo đạo Chúa. Những người gọi là hưởng thụ tội lỗi và do đó sống trong tội lỗi không biết điều gì nằm trước mặt họ. Nếu bạn chết mà không được Chúa giê xúc cứu, bạn chắc chắn sẽ hạ cánh trong lửa địa ngục, văn 3 câu 16, 18. Như tôi đã trình bày ở trên, Lửa địa ngục không nằm trên không mà nằm dưới lòng đất. Đây là lý do Chúa đang giải phóng mọi người khỏi lòng đất để vạch trần các hoạt động của ma quỷ. Nếu sau khi đọc cuốn sách này, bạn vẫn cứng lòng vì sự không tin tưởng, bạn sẽ rơi vào lửa địa ngục và máu của bạn sẽ đổ trên đầu bạn, Tc 3 câu 19. Hãy biết rằng đấng Christ đã trả toàn bộ giá cho sự cứu chuộc của chúng ta. Ephesians 1 câu 7, Colosse 1 câu 14. Trong mỗi phút trong ngày, hàng trăm người chết, trong khi hàng ngày hàng ngàn người chết. Những người chết mà không có đấng Christ sẽ xuất hiện trên một đường thẳng đến địa ngục, nơi ma quỷ sẽ ở hỏi họ một loạt câu hỏi mà sau đó họ sẽ bị ném vào nơi vĩnh cửu của sự hành hạ tra tấn. Luca 16 câu 19, 31, Khải 20 câu 15, bây giờ, hãy nghe tiếng Chúa vì không có cách nào khắc phục được hoặc ăn năn trong địa ngục. Hebrew 9 câu 27, bây giờ là thời điểm được chấp nhận, hôm nay là ngày cứu rỗi. Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng ngài thì các ngươi chớ cứng lòng, hay 3 câu 7b, 8a. Hãy tin vào Chúa Giêsu thì bạn sẽ được cứu, công vụ 16 câu 31. Ma quỷ ý thức rất rõ về tính chất kinh hoàng và gây rợn của ngọn lửa nơi địa ngục. Tôi đã sống với ma quỷ trong những ngày trước khi tôi cải đạo và tôi thấy nó bắt đầu khóc, nó thật đáng tiếc, thừa nhận sự thật rằng thiên đường là một nơi ở tuyệt đẹp và địa ngục là một nơi khủng khiếp. Như kết quả của việc này, nó nói với tôi rằng nó sẽ không muốn chịu sự thống khổ trong địa ngục một mình và cũng vậy do đó, nó nỗ lực hết sức để tăng số lượng những người sẽ khóc cùng nó trong lửa địa ngục. Vì mục đích này, anh ta đã đảm bảo các dịch vụ của một số đặc vụ như nhân chứng Jehovah để đánh lừa mọi người rằng lửa địa ngục không có thật, nếu nó có thể thành công trong việc này, sau đó mọi người sẽ bắt đầu cư xử và sống theo cách họ thích. Ngoài ra, ma quỷ cũng đã ủy thác cho các thành viên huyền bí cao cấp đi vào thế giới để lừa dối loài người. Họ không đáng được ở trong nhà bởi vì họ sở hữu sức mạnh nguy hiểm và xử lý sự thật theo cách bất chính. Họ đã từng học hỏi và không bao giờ có thể hiểu được lẽ thật, 11 Timôthê 3 câu 7, ngoại trừ họ đến để chấp nhận uy quyền của đấng Christ là đường duy nhất, sự thật và sự sống, Giăng 14 câu 6. Giả sử lửa địa ngục không có thật, tôi sẽ bỏ cuốn kinh thánh của mình và quay trở lại tiếp tục hoạt động ma quỷ của tôi, nhưng tôi biết rằng Chúa Giêsu có thật và tôi sẽ không bao giờ quay trở lại con đường cũ nữa vì những điều đó dẫn người ta đến địa ngục. Tôi đã thấy nó và đã đọc về nó trong kinh thánh để giải quyết mọi vấn đề. Khải huyền 19 câu 20, 20 câu 14, 15, Matthew 5 câu 22b, Mark 9 câu 43, 45, 48. Chúng ta hãy quay trở lại mối quan tâm của phần này của cuốn sách, đánh giá. Khi tôi đạt được cấp độ 999, cấp độ cao hơn, tôi đã được trao nhiều danh hiệu khác nhau, được phong chức. Những thứ này bao gồm cấp 999, độ 12. 12,12 12, cuối cùng 444 và sức mạnh đằng sau việc gọi giấy tờ và một cây bút được gọi là M, M, T, bút kim cương siêu nhỏ huyền bí. Nếu cây bút này được cấp cho bất kỳ ai, anh ta sẽ làm hoàn thành xuất sắc bất kỳ nhiệm vụ nào yêu cầu viết cho dù một người đến trường để học tập hay không. Với cây bút này, người ta có thể vượt qua bất kỳ kỳ thi nào. Chắc chắn, ma quỷ sẽ không thăng chức cho bạn nếu nó không sử dụng bạn để đạt được một mục tiêu của nó để đưa bạn đến một nơi đau đớn. Với việc đạt được cấp độ 999, tôi nghiễm nhiên đủ điều kiện để chống lại bảy nỗi kinh hoàng của ma quỷ. Tất cả chúng tôi đều là 800, 800, người trong cấp 999, những ứng cử viên đủ tiêu chuẩn để chống lại nổi bảy kinh hoàng này của ma quỷ. Để có thể chịu được sự kinh hoàng này, tất cả chúng tôi đều được tạo ra để có mặt tại nơi ma quỷ sẽ đến xuất hiện trên đám mây số 9 và anh ta cố gắng kể lại việc anh ta bị ném xuống từ thiên đường như thế nào. Khi anh ấy làm điều này, có ánh sáng và động đất ở lần kinh hoàng thứ sáu. Tất cả chúng tôi, 800, người đã ở đó để chống lại nỗi kinh hoàng thứ bảy. 790, 790, chết ngay lập tức chỉ để lại 10, 10, người trong chúng tôi còn sống. Tôi phải thú nhận rằng sự sống sót của tôi không dựa trên bất kỳ sức mạnh nào mà tôi sở hữu nhưng bởi vì cuộc sống của tôi đã được định sẵn cho sự sống đời đời bởi Chúa Giêsu. Sau thành công của tôi khi vượt qua nỗi kinh hoàng thứ bảy, tôi đã đủ điều kiện để vào bên trong phòng của quỷ để nghe bí mật của bí mật của anh ta. Tuy nhiên, Satan, không có gì để che giấu bởi vì tất cả bí mật của anh ấy đều được mở ra cho Chúa, đấng tiết lộ chúng cho các cơ đốc nhân. a mốt 3 câu 7, châm ngôn 3 câu 32B, Daniel 2 câu 22. Khi tôi bước vào căn phòng bên trong của Satan, tôi không thấy ánh sáng, thay vì mọi nơi đều bị bao phủ bởi bóng tối, danh hiệu vô bóng tối có ích lợi như thế nào với anh ta. Ma quỷ yêu cầu tôi chăm chú lắng nghe anh ta trong khi anh ta nói chuyện với tôi anh ấy tâm sự với tôi rằng anh ấy đã nghĩ đến việc làm cho mọi người giống như chiếc khăn tay trong túi để anh ấy có thể dẫm đạp lên đầu của mọi người nhưng điều đó trong khi anh ta đang âm mưu điều này bên trong, Chúa, đấng biết tất cả mọi điều bởi vì sự toàn tri của Ngài đã biết về điều đó. Chúa bắt đầu nghĩ ra một điều trái ngược kế hoạch nhằm cứu chuộc con người ra khỏi tay anh ta. Ông ấy, Chúa, đã yêu cầu người sẽ hoàn thành công việc cứu chuộc con người khỏi tay Satan và sự hủy diệt cuối cùng. Chúa Giêsu hiện ra và đồng ý thực hiện sứ mệnh cứu chuộc này. Do đó, Ngài rời bỏ thiên đàng huy hoàng chói lọi của mình và đến thế gian này để chết cho loài người. Trong khi Chúa Giêsu bị đóng đinh và chịu chết thế cho loài người chúng ta trên thập tự giá, thế giới ma quỷ vui mừng vì điều đó anh ta sẽ bị giam cầm mãi mãi. Có một sự tồn tại trong thế giới linh hồn một nhà tù, trong đó con người được bảo quản để tra tấn. Những cánh cổng của nhà tù này được bảo vệ bởi các lực lượng ma quỷ được vũ trang tốt, những người có nhiệm vụ đảm bảo không một người nào trốn thoát cho dù anh ta có khóc lóc đòi được giải thoát đến đâu. Trong nhà tù này nhiều người khóc ngày và đêm cho sự giải phóng nhưng họ không thể trốn thoát vì sự hiện diện của những người bảo vệ. Nhưng khi Chúa Giêsu chết và được chôn cất, một điều gì đó đáng chú ý đã xảy ra hàng ngàn con quỷ được Satan đặc biệt chỉ định và giao nhiệm vụ không cho phép sự xâm nhập của Chúa Gieo. Do thực tế là toàn bộ thế giới và sự đầy đủ của nó, Thi Thiên 24 câu 1 là của Chúa và bởi vì nhân danh Chúa Giêsu, mọi đầu gối đều phải cúi đầu, phiêu 2 câu 10. Chúa Giêsu xu -crip có thể thâm nhập với uy quyền thông qua thiên đàng và thế giới linh hồn bảo vệ bởi những người canh giữ. Khi Ngài làm vậy, có những trận động đất ở khắp mọi nơi vì chủ sở hữu của đất đã đến. Lúc này, Satan đang ngồi trên ngai vàng của hắn cười khinh bỉ sự chết của Chúa Giêsu Christ, nhưng khi ông nhận thức được sự hiện diện của Ngài, Chúa Giêsu, ông đã rơi khỏi ngai vàng và phủ phục trước Chúa Gêu Ha-leo Chính Satan đã nắm giữ chìa khóa cửa nhà tù. Satan vẫn run rẩy nộp chìa khóa khiêm tốn và vâng lời Chúa Giêsu. Ca ngợi Chúa. Chúa Giêsu đã đã thu thập các chìa khóa và đưa chúng cho các cơ đốc nhân. Với chìa khóa, Chúa Giêsu bước đến cổng nhà tù. Ban đầu, con quỷ phản đối việc Chúa Giêsu đi vào nhưng nó chỉ đơn giản bước xuống. Khi các quỷ nhận ra ngài, chúng cúi đầu trước mặt ngài. Khi Chúa Giêsu đến cổng, ngài cất tiếng nói với cửa địa ngục, hãy ngẩng đầu lên, o các cửa các ngươi hãy cất lên, các cửa đời đời và vua vinh hiển sẽ ngự vào. Các quỷ trả lời, vua vinh quang này là ai? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ta là chúa mạnh mẽ và quyền năng, chúa quyền năng trong trận chiến thi thiên 24 câu 7, 10. Chúa giêsu tự tin và đắc thắng mở cửa và vào và mở trói và thả tự do cho những người mà ma quỷ đã giam giữ và tặng quà cho loài người. ê 4, mặt cười với kính dâm. Tất cả những người được tự do đã ôm hôn và bước đi với Chúa giêsu xu trong khi họ chế nhạo Satan vì hắn không còn quyền trên họ nữa. Chúa giê đã xuất hiện với quyền năng và tuyên bố rằng tất cả quyền năng trên trời, dưới đất và bên dưới đất đã trao cho Ngài vì sự thật là Ngài đã được trao chìa khóa. Matthew 28 câu 18, Philip 2 câu 9, 11 Ngài cũng tuyên bố trong Khải Huyền 1 câu 18, tôi là người sống, và đã chết và này tôi còn sống mãi mãi, Amen, và có chìa khóa của địa ngục và của cái chết. Sự tự tin của tôi dựa vào thực tế là ma quỷ không thể giết tôi vì chìa khóa của sự chết và địa ngục nằm trong tay đấng Christ của thầy tôi là Jesus. Tôi sẽ không chết, nhưng sống và hãy tuyên bố những công việc của Chúa. Thi thiên 118 câu 17. Chúa Jesus Christ, bởi vì sự bất vị kỹ của Ngài, nay chờ đã không chỉ thu thập các chìa khóa, quyền lực mà còn trao quyền lực cho chúng tôi và mọi con của Đức Chúa Trời để bây giờ chúng ta có quyền ràng buộc buông lỏng và đuổi quỷ ra khỏi người bị chúng chiếm hữu. Matthew 16 câu 19 Giờ đây, chúng ta có thể thống trị thế giới bằng đầu gối của mình và thông qua sắc lệnh bằng lời nói của miệng mình và làm cho mọi việc xảy ra như chúng ta đã dự định. Giáp 22 câu 28 Chúng tôi, cơ đốc nhân, có sức mạnh để làm những điều này bởi vì chúng tôi đã được ban cho sức mạnh để trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Giăng một câu 12 Chúng tôi đã được ban cho sức mạnh để bước trên rắn, bọ cạp và vượt qua mọi quyền lực của kẻ thù và không gì có thể làm hại chúng tôi. Chỉ dành cho cơ đốc nhân thật sự mà thôi, Luca 10 câu 19. Nếu ai có thể sử dụng sức mạnh rất hiệu quả, người đó chắc chắn sẽ được ghi luôn luôn thành công trước Satan, 2 Corinto 2 câu 14. Ngoài ra, Chúa Giê-xu đã phục sinh và lên trời, nơi ngài ngồi bên hữu đức Chúa Cha, F1, 20. Sau khi ma quỷ đã cho tôi biết bằng cách nào Đức Chúa Trời đã cứu nhân loại thành công khỏi hắn, anh ấy hướng dẫn tôi giữ bí mật, bí mật. Sau đó, tôi đã thu hút sự chú ý của anh ấy và yêu cầu biết từ anh ấy liệu đó có phải là vì người đàn ông chính trực mà anh ấy muốn nói với chúng ta hay không. Anh ta gây ra cái chết của 790 sinh viên tốt nghiệp cấp độ 999. Tôi đã thách thức ma quỷ và gọi anh ta là một kẻ độc ác anh ấy nhìn tôi và nói với tôi rằng tôi sẽ ngồi trên ngai vàng của anh ấy trong hai tuần bởi vì tôi đã có thể thách thức anh ấy một cách dũng cảm trước sự hiện diện của anh ấy anh ấy theo đó bước xuống để tôi ngồi trên ngai vàng của anh ấy tôi đã tiếp quản và cai trị lũ quỷ trong hai tuần đầy đủ trong những hai tuần những con quỷ đã phải chịu đựng rất nhiều vì tôi đã cai trị chúng một cách chuyên quyền nếu bất kỳ ai trong số họ không thực hiện nhiệm vụ của mình trong những tuần đó anh ta đã bị xử lý nghiêm khắc. Sự tàn bạo của tôi đã dẫn đến ma quỷ để ám chỉ tôi như một đặc vụ độc ác và chuyên quyền. Hãy yên tâm rằng ma quỷ không có bí mật sức mạnh của Đức Thánh Linh tiết lộ tất cả bí mật của anh ấy. Chương 11 Các vũ khí để đánh trận của chúng tôi Kinh Thánh đã tuyên bố rõ ràng, vì mặc dù chúng ta, cơ đốc nhân, bằng xương bằng thịt, nhưng chúng ta không thể chiến tranh bằng xác thịt, Hai Cô Rinh Tô 10 câu 3. Đó là mặc dù các cơ đốc nhân sống trong thế giới, họ không sống và chiến tranh như mọi người trên thế giới. Vì vậy, vũ khí của các tín đồ đạo đấng Christ không phải là xác thịt. Nhưng nhờ Đức Chúa Trời quyền năng đập đổ các thành trì của ma quỷ, Hai Cô 10 câu 4. Đi trong đạo Chúa là một linh hồn và vì vậy cuộc chiến của anh ta cũng là một linh hồn. Tuy nhiên, Chúa đã thiết kế và trang bị cho những tín đồ chân chính, cơ đốc nhân của mình một số vũ khí tinh thần mạnh mẽ và hiệu quả nhờ đó họ có thể chiến đấu và giành chiến thắng trong trận chiến chống lại Satan và tất cả các tác nhân của hắn. Những vũ khí này là như sau. Một tên Chúa Gieo Một trong những vũ khí mạnh mẽ của các cơ đốc nhân là danh của Chúa Gieo Christ. Kinh Thánh nói Philip 2 câu 9, 11 Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, mười hầu cho nghe đến danh đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống. mười một và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa trời là Đức Chúa Cha. Tên Giêsu là trên tên của ma quỷ và quyền lực của hắn, ma quỷ và tất cả các đại lý của hắn và các hoạt động thế giới ma quỷ thường được gọi là tên kẻ độc ác. Tên của Chúa Giêsu được gọi là đấng siêu nhiên. Ha nếu bạn có cơ hội để nhìn thấy tên của Chúa Giêsu đang hoạt động, bạn sẽ khiếp sợ. Nó là một vũ khí nguy hiểm và hủy diệt trước sức mạnh của kẻ thù, Satan, bởi vì nó có một thế lực siêu nhiên mạnh mẽ để thiêu đốt kẻ thù là Satan. Đây là một ví dụ sẽ cho bạn thấy bản chất quyền năng của danh của Chúa Giêsu Christ. Đức Thánh Linh, được gọi là đấng mách bảo trong khu vực ma quỷ, đã tiết lộ cho những người theo đạo cơ đốc một thời gian trước rằng ma quỷ có một ngân hàng máu nơi anh ta lưu trữ máu của các nạn nhân của mình. Một ngày nọ, một cơ đốc nhân đã quỳ xuống và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Ngay lập tức, ngân hàng máu được bảo mật cao trở nên trống rỗng của máu đã được lưu trữ trong đó. Tên của Chúa Giêsu Christ đã thâm nhập vào ngân hàng bảo đảm từ đó biến ngân hàng máu đã đầy thành trống rỗng. Cần lưu ý rằng chỉ có máu của những người không tin Chúa mới có thể được lưu trữ thành công trong đó mà thôi. Ngân hàng máu vệ tinh Máu của những người tin Chúa có vị cay và đắng trước mùi vị của ma quỷ và các tay sai của hắn bởi vì nó đã được trộn với huyết của Chúa Giêsu Christ. Máu của họ không thể uống được. Mặt khác, máu của những người không tin Chúa lại ngọt ngào trong miệng của Satan và các quỷ. Do đó chúng có thể uống, hút và lưu trữ máu của họ tên của Chúa Giêsu rất tích cực và hiệu quả trong việc xua đuổi ma quỷ. Chúa Giêsu đã bảo đảm với chúng ta, cơ đốc nhân, trong mát 16 v 17 b trong tên của Chúa Giêsu, cơ đốc nhân, sẽ đuổi quỷ được. Nhân danh Chúa Giêsu, ác quỷ và vật chủ của nó có thể bị trói và bị đuổi thành công, nếu bạn nói, trong danh Chúa Giêsu, tôi trói bạn quỷ, ác quỷ một sợi dây sẽ xuất hiện ngay lập tức và trói bọn quỷ, ác quỷ bất cứ điều gì ràng buộc. Hoặc bị đánh bại bởi con quỷ có thể được nới lỏng hoặc ràng buộc tương ứng bởi lời công bố của cơ đốc trong danh Chúa Giê-xu, Matthew 16 câu 18. Khi tên của Chúa Giê-xu được nhắc đến, các tác nhân của ma quỷ sẽ bối rối và bắt đầu chiến đấu chống lại chính họ, và sẽ có động đất, sự nhầm lẫn và bất đồng chung trong thế giới linh hồn. Tên cũng có thể gây ra lửa có thể đốt cháy ma quỷ cũng nên biết rằng chính cái tên tuyệt vời này đã làm cho những lời cầu nguyện được đáp lại. Giăng 14 câu 13, 14 2. Lửa của Chúa Thánh Linh Đây là một vũ khí mạnh mẽ khác của cơ đốc nhân. Nó rất phá hoại vì nó làm cháy. Nhiều thứ trong thế giới ma quỷ. Nó đã phá hủy rất nhiều thiết bị, vũ khí của họ. Tài liệu dạng văn bản, hồ sơ và một loạt các văn phòng phẩm khác. Ngọn lửa của Đức Thánh Linh đang hành hạ ma quỷ và những con quỷ của hắn. Nó hoạt động như một tấm chắn bảo hiểm cho tín đồ đạo đấng Christ khi ngủ và mọi lúc, xuất Egypto ký 13 câu 21. Sự tra tấn cháy bỏng của ngọn lửa của Đức Thánh Linh đã biến ma quỷ thành một sinh vật rất xấu xí. 3. Máu của Chúa Giêsu Christ. Đây là một vũ khí hiệu quả cao có sẵn cho các cơ đốc nhân sử dụng vì nó đã bảo hòa và tính chất axit trong phúc lợi. Nó có khả năng vô hiệu hóa mọi chất độc và có hại cho công việc của ma quỷ. Nó có sức mạnh thanh tẩy mọi công việc chết chóc của ma quỷ trong lương tâm chúng ta, Hebrew 9 câu 14, và có thể tạo ra bóng tối trong thế giới linh hồn. Khi một cơ đốc nhân cầu nguyện và cầu xin huyết của Chúa Giêsu, nó tạo ra lửa và bóng tối và làm cho ma quỷ và vật chủ của hắn sợ hãi nhà của những người theo đạo Chúa được bao phủ bởi máu của Chúa Giêsu và làm cho những ngôi nhà đó trở nên vô hình và không thể xuyên thủng đối với Satan và các đặc vụ của hắn. Khi họ nhìn thấy máu, họ sẽ đi vượt qua. Nhà đó, xuất Egypto ký 12 câu 13. Đây là một vũ khí rất hiệu quả, hãy sử dụng nó, các cơ đốc nhân. Hãy cầu xin máu Chúa Giêsu bảo vệ luôn luôn. 4. Lời hát ngợi khen đây là một vũ khí tốt và hiệu quả khác của các cơ đốc nhân trong chiến trận. Có sức mạnh trong những lời khen ngợi. Đức Chúa Trời được kính sợ trong những lời ngợi khen, những việc làm của Ngài khiến chúng ta phải sợ hãi và run sợ trước đây. Ngài dễ dàng hiển lộ trong cuộc sống của chúng ta khi chúng ta ngợi khen Ngài từ tận đáy lòng từ những trái tim. Khi các tín đồ đấng Christ ca ngợi và thờ phượng, Đức Chúa Trời sẽ ngự xuống trong sự vinh hiển của Ngài, uy nghi và quyền lực và sẽ có động đất. Điều này có thể thực hiện được bởi vì Chúa Giêsu. Vua của các vua và Chúa của các chúa đang thu hoạch những lời ngợi khen của Ngài, Thi thiên 22 câu 3. Đáng tiếc, nhiều tín đồ đạo đấng Christ cảm thấy khó dâng lời ca ngợi Đức Chúa Trời tối cao và đúng hơn làng chọn tham gia vào những tác phẩm không có tính tuyển dụng không thể làm hài lòng và lay động trái tim của Chúa. Chỉ cần bắt đầu thờ phượng và khai thác các thuộc tính của Chúa. Thờ phượng Ngài để làm gì? ngài và vì những gì bạn đã vui đang hưởng và sẽ được hưởng lợi từ ngài và bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm những thay đổi kỳ diệu trong cuộc sống của bạn khi bạn làm điều đó thường xuyên nếu bạn đã từng cầu nguyện tha thiết để chúa giải quyết một vấn đề cụ thể và dường như không có thay đổi bỏ cầu nguyện và bắt đầu ngợi khen đức chúa trời anh ta người sẽ không chia sẻ vinh quang của mình với bất cứ ai sẽ khuấy động trái tim và sẽ khiến vấn đề không theo ý bạn cho dù nó có cường độ như thế nào hoặc độ lớn. Nếu bạn đang đuổi quỷ khỏi một người bị quỷ ám và những con quỷ tỏ ra rất cứng đầu bằng cách từ chối đi ra ngoài, bỏ mặt anh ấy, cô ấy và sau đó bắt đầu khen ngợi Chúa. Khi Chúa ngự xuống đầy quyền năng của Ngài, các ác quỷ sẽ không có lựa chọn nào khác hơn là cúi chào. Khi xưa, sau khi hét lên bảy lần những lời ca tụng thành Jericho, bức tường đã đổ xuống bằng phẳng. Bức tường được đề cập ở đây có thể đại diện cho các vấn đề của bạn, Dô Suê 6 câu 1, 20. Chúa giê -xu, sau khi cảm tạ cha ở trên, đã truyền lệnh cho la sa sống lại và đúng như vậy, mười 11 câu 41. Phép lạ thường xảy ra sau những lời chúc tán dương. Năm Lời của Chúa trong Kinh Thánh Đây là một vũ khí khác. Kinh Thánh mô tả lời của Đức Chúa Trời là nhanh chóng và quyền năng, và sắc bén hơn bất kỳ thanh gươm hai lưỡi nào, xuyên qua cả sự phân chia giữa linh hồn và tinh thần, và của các khớp và tủy, và là người nhận biết những suy nghĩ và ý định của trái tim, Hebrew 4 câu 12. Khi bày tỏ quyền năng của lời ngài, Đức Chúa Trời hỏi những câu hỏi sau đây trong giờ. 23 câu 29, lời nói của tôi chẳng phải là ngọn lửa sao? Giống như một cái búa chọc thủng đá từng mảnh, bây giờ bạn có thể thấy sức mạnh mà lời Chúa sở hữu không có quỷ. Có thể chịu được nó. Đó là thanh gương của tinh thần. Ephesos 6 câu 17 Chúa giê -xu đã dùng nó để chống lại ma quỷ khi chúng cám dỗ ngài trong ma thi 4 câu 4, 11 và ma quỷ chạy trốn khỏi ngài. Chúng ta, cơ đốc nhân, có thể sử dụng nó thành công để chiến thắng ma quỷ khi nó cũng cám dỗ chúng ta. Chúa đứng đằng sau mọi lời của Ngài để thực hiện nó. Esai 55 câu 11 Khi bị ốm hoặc gặp chướng ngại vật đi ngang qua con đường của bạn, hãy tuyên bố chiến thắng chúng bằng cách đứng trên lời Chúa. Hỡi các anh em, hãy tiếp tục chiến đấu và giành lấy chiến thắng vì chúng ta có Chúa Giêsu luôn ở phía sau. Ngài luôn khiến chúng ta chiến thắng nếu chúng ta tin cậy nơi Ngài khi chúng ta áp dụng những vũ khí này. Hai cô hai câu 14 Trên hết, Hãy khoác lên mình toàn bộ tình yêu của Đức Chúa Trời như đã nêu trong Ê-phê 6 câu 12, 18, để bạn có thể đứng chống lại mọi mưu kế của ma quỷ. Để biết thêm về vũ khí của các cơ đốc nhân, hãy tham khảo chương 5, đoạn đầu tiên. Chương 12 Cuộc gặp gỡ của tôi với Chúa Gieo Christ. Chúa Gieo đã tìm và tìm thấy tôi trong khi tôi đang băng khoăn ở xa. Thật là một Chúa tuyệt vời và Ngài là đấng cứu thế. Bây giờ tôi đã được giải cứu. Ca ngợi Chúa. Tôi đã từng bị ràng buộc bởi xiềng xích của Satan, nhưng tôi bây giờ đã được giải cứu và hoàn toàn tự do. Có một câu 13. Ha leo. Cuộc chiến giành lấy cuộc sống của tôi, tinh thần, linh hồn và thể xác đã bị ma quỷ đánh mất và chiến thắng bởi Chúa Giêsu. Con quỷ hoàn toàn bị đánh bại và thất vọng trong cuộc sống của tôi. Đây là công việc của Chúa và điều đó thật kỳ diệu trong mắt tôi, Thi 118 câu 23 Những sự kiện dẫn đến việc tôi được giải thoát khỏi sự thống trị và sự phục vụ của Satan rất đáng giá tiết lộ và biết bởi vì chúng kỳ diệu và cho thấy quyền năng của Đức Chúa Trời để làm bất cứ điều gì loài người và ma quỷ nghĩ là không thể. Các sự kiện vẫn còn nguyên trong trí nhớ của tôi và rất sinh động, kịch tính và kỳ diệu. Tôi có, trong phần giới thiệu và phần trước của cuốn sách này, liên quan đến cách tôi bắt đầu tham gia vào thế giới tâm linh. Trong thế giới ma quỷ, tôi đã từng uống máu người tươi, nước tiểu có mùi hôi và đã ăn thịt người. Khi ở trong thế giới đó, tôi đã đạt được cấp độ cao hơn 999, cấp độ đạt được tại đó tôi có đủ điều kiện để nhìn thấy lửa địa ngục, đi vào căn phòng bên trong của ma quỷ và học hỏi. Bí mật của bí mật của nó Tôi rất vinh dự khi được điều khiển một số loài trăng cụ thể và đủ điều kiện để đi ra ngoài hành tinh vào năm 1988 để có một khóa đào tạo khủng khiếp để trở thành một trong những kẻ chống chúa điều đó sẽ được tiết lộ trong thời gian cuối cùng. Trong quá trình đào tạo này để đủ tiêu chuẩn trở thành kẻ chống đối tín ngưỡng, một người sẽ phải trải qua trải nghiệm kinh hoàng, kinh hoàng và rực lửa. Trong khi một người đang trải qua khóa đào tạo này, một bàn ủi sẽ được đặt trong lửa và sau đó sẽ được đâm vào não của một người sau khi nó đã trở nên cực kỳ nóng và đỏ. Bất kỳ con quỷ nào có thể sống sót qua sự khắc nghiệt này và kinh nghiệm bẩn thiểu sẽ đủ tiêu chuẩn để trở thành một kẻ chống Chúa. Anh ta sẽ bị bỏ tù và sẽ không còn thực hiện bất kỳ hoạt động ma quỷ nào cho đến ngày Chúa Giêsu đưa dân của Ngài về nhà trước khi anh ta được thả vì những khổ nạn lớn. Khải Huyền 2 câu 22 về đại nạn và Khải Huyền 6 câu 4, 8 13 câu 1, 18, 16 câu 13, 14 và các phần khác của sách Khải Huyền về Antichrist, The Đây là khóa đào tạo tôi đã đủ điều kiện để trải qua vào năm 1988 trước khi tôi gặp Chúa giê xu Bây giờ bạn có thể thấy mức độ xấu xa của ma quỷ. Biết làm thế nào ác quỷ là, anh ta muốn biến tôi, một vật thể yếu hơn, để trở thành một kẻ chống Chúa độc ác. Nếu tôi đã trải qua quá trình huấn luyện thành công Bây giờ tôi sẽ bị giam cầm chỉ để được phát hành trong những ngày cuối cùng sau khi giáo hội đã được cất lên với Chúa Giêsu. Tôi đã thực sự chuẩn bị tham gia khóa học này vào tháng 9 năm 1988, nhưng Chúa Giêsu đã ngăn cản kế hoạch quỷ quái này bằng cách làm cho nó có thể thực hiện được trong hoàn cảnh, dẫn đến việc tôi giải thoát cho được sắp đặt bởi chính ma quỷ. Ngài, Chúa Giêsu xu Christ, thật tuyệt. Chúa đến đúng lúc khi một người nghĩ rằng một người là tuyệt vọng và bất lực, và ánh sáng của Ngài chiếu sáng trong những nơi tâm tối nhất. Trước thời điểm này, ma quỷ đã đi đến kính viễn vọng tâm linh của mình, nơi anh ta hình dung rằng một người đàn ông mạnh mẽ và hung bạo của Đức Chúa Trời đang ráo riết chuẩn bị tổ chức một cuộc thập tự chinh đầy sức mạnh. Nó đáng để biết rằng tồn tại một bản đen dài trên đó có tất cả tên của những người đàn ông của Chúa được viết ra trong thế giới ma quỷ. Trên bản này, dòng chữ đã công bố không thể rờ chạm được được viết rõ ràng vì vậy không có người nào của đức chúa trời mà satan không nhìn thấy được tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày hoặc đêm liệu bất kỳ con quỷ nào thành công trong việc mang lại Trời hoặc chết bất kỳ ai trong số họ anh ta sẽ được thăng cấp lên cấp độ cao hơn của sự đạt được tâm linh và các hoạt động dự kiến tên của những người đàn ông của chúa người đã lên kế hoạch tổ chức điều này thập tự chinh đã được viết đậm trên bản dài anh ấy đã là một nỗi kinh hoàng lớn đối với thế giới của quỷ. Ông là mục sư của hội thánh đức chúa trời Assembly, mục sư Gowindimpa. Ma quỷ đã thử mọi cách có thể để đảm bảo rằng nó không được tổ chức thành công. Thứ nhất, anh ấy đã ủy nhiệm và sai tôi giết một trong những đứa con của mục sư để làm suy yếu tinh thần của anh ta thông qua phản ứng đắng. Đáng ngạc nhiên, cái chết của đứa trẻ không làm anh cảm động thay vào đó anh đã thể hiện mình là người của Đức Chúa Trời bằng cách duy trì sự đỉnh đạt và chính trực của mình, thi thiên 125 câu 1. Khi ma quỷ thất bại trong nỗ lực đầu tiên này nhằm gây ra sự tàn phá cho cuộc thập tự chinh đã định, anh ta quyết định hành động thứ hai, đó là hành động loại bỏ cuộc sống của người đàn ông. Vì mục đích này, quỷ quyết định gọi một cuộc họp của tất cả các đặc vụ cấp 999 để chọn ra đặc vụ mà anh ta sẽ gửi để đối phó với người đàn ông này của chúa tất cả họ đều từ chối thực hiện nhiệm vụ này vì mục sư bị coi là quá độc ác sau đó ma quỷ đích thân đến yêu cầu tôi tiếp tục việc này vì anh ta biết tôi đủ kinh khủng và độc ác để đối phó với người đàn ông này Tôi đã đồng ý đi do đó, Ma quỷ quyết định tổ chức một buổi lễ chia tay đầy màu sắc cho tôi để tôi sẽ được khuyến khích thực hiện nhiệm vụ này cho một hoạt động độc ác. Ma quỷ chỉ định quốc tế, liên bang, quốc gia, quỷ địa phương, các loại trăng và sinh vật khác nhau. Anh ta cũng mang theo 10 chậu máu người và thịt sống cho lễ hội này. Tất cả đều ăn mừng và vui mừng với tôi nhưng không biết rằng tôi đã được chia tay lần cuối. Nếu ma quỷ biết nó sẽ mất tôi, nó đã không thả tôi ra. Anh ấy rất hạn chế. Trong sự hiểu biết nhưng Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời Toàn Tri. Sức mạnh nhận thức của ma quỷ rất thấp hơn nhiều so với của Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời đã vặn vẹo tâm trí của Satan để thực hiện kế hoạch này, dẫn đến sự giải cứu cuối cùng của tôi. Satan không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc khuất phục trước những điều cao hơn quyền năng hoạt động của Chúa. Sau buổi lễ, Tôi xuất hiện trong thế giới vật chất từ thế giới linh hồn nước vào ngày 8 tháng 9 năm 1988, được trang bị đầy đủ với 7 triệu con quỷ, 7 triệu, máy tính và một số tác nhân của con người. Với tất cả những thứ này, tôi xuất hiện trên chiến trường tại thị trấn Rumukuta. Khi chúng tôi đến đó, người của Đức Chúa Trời đang rao giảng dưới sự sức dầu của Đức Thánh Linh. Anh ấy được bao phủ hoàn toàn bằng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ngọn lửa của đức thánh linh với đôi mắt của anh ấy đang nhìn rất sợ hãi tôi nghiêm khắc nhìn anh ta và bắt đầu vận hành các máy tính mà tôi trang bị để làm giảm bớt ngọn lửa của đức thánh linh bao quanh anh ta để có thể gây hại cho tôi anh ta trên sân khấu nhưng máy tính không hoạt động chúa vô hiệu hóa tất cả quyền lực trong máy vi tính của tôi chúng bắt đầu làm việc tiêu cực thay vì tích cực do đó làm cho nó tôi không thể đạt được mục tiêu đến đó điều này khiến tôi tức giận khi thấy rằng tôi sẽ không thể khiến con người của chúa thất vọng mọi hy vọng của tôi đã tan tành tiếp theo là gì liệu tôi có làm như tôi đã thất bại trong việc tác động đến con người khủng khiếp và bất khả xâm phạm này của đức chúa trời không sau đó tôi đã thực hiện một hành động nhằm làm hại những người khác đã tham gia cuộc thập tự chinh tôi cải trang ngay lập tức bằng cách ra dáng một cơ đốc nhân và bắt đầu phun ma quỷ trên khắp mặt đất của cuộc thập tự chinh tôi thậm chí còn đi xa đến mức chuyển những con quỷ vào những người mà không có sự bao phủ của lửa của đức thánh linh sau khi phun thuốc diệt quỷ tôi đã gặp một quý bà trên mặt đất người dường như không được bao phủ bởi lửa của đức thánh linh một trong những cô ấy những người quen gọi cô ấy bằng cái tên em gái Gladys quốc nghe tôi Tôi phát hiện ra sau đó rằng cô ấy sống tại 118 Rumula Rau, Pot Ha Cao. Chúa đã cố tình bịt mắt cho tôi rằng tôi không thể nhìn thấy ngọn lửa của Đức Thánh Linh xung quanh cô ấy để tôi sẽ bị ngài, Chúa, bắt. Sau khi thảo luận ngắn với cô ấy, cô ấy đưa tôi đến nhà cô ấy. Trong khi ở đó, tôi bắt đầu suy nghĩ và lập kế hoạch phải làm gì với người phụ nữ ngây thơ này vì tôi không thể cuốn lấy con người của Chúa trong nhà của cô ấy giả sử tôi là một trong những cơ đốc nhân chân chính chị em hay một thiên thần cô ấy đã đối xử công bằng với tôi bằng cách cho tôi một trong những bộ quần áo đẹp nhất của cô ấy khăn gói để thay quần áo của tôi cô ấy cũng mời tôi thức ăn mà tôi từ chối ăn tôi đã tước quyền ăn của ma quỷ kẻ đã đặt một số linh hồn vào dạ dày của tôi để bất kỳ thức ăn của con người đi vào dạ dày của tôi sẽ được ném ra thùng rác bình thường Bất kỳ ai trong điều kiện như vậy sẽ trở nên bất lực trong hoạt động của ma quỷ nếu anh ta tiếp nhận món ăn từ con người. Khi đến lúc chúng tôi đi ngủ, cô ấy mời tôi cầu nguyện nhưng tôi từ chối. Bởi vì tôi sợ danh quyền năng và cao cả của Chúa Giêsu Christ mà thường gây ra. Hỗn loạn trong lãnh thổ của ma quỷ bất cứ lúc nào nó được đề cập đến. Cô ấy cầu nguyện một mình trước khi chúng tôi đi ngủ. Cô ấy ngủ ở cuối giường trong khi tôi nghỉ ngơi mặt trước. Trong khi cô ấy đang ngủ say, tôi cảnh giác và thức dậy, chờ đợi để làm trò nghịch ngợm. Tại khoảng 2 giờ sáng, tôi nghĩ đổi thành con trăng để có thể nuốt chửng cô gái này rồi biến mất cùng cô ấy vào thế giới linh hồn. Tôi đã không nhận ra sự thật rằng cô ấy đã bị che bởi quyền năng siêu nhiên và lửa của Đức Thánh Linh. Tôi vẫn nghĩ cô ấy là một cô gái bình thường để đối phó và không biết rằng cô ấy sẽ đối phó với tôi lần lượt. Vào khoảng 2 giờ sáng, tôi trở thành một con trăn hùng mạnh và lăn sang một bên mà cô ấy đã ngủ say và tôi mở miệng rộng rãi để nuốt chửng cô ấy nhưng ngọn lửa siêu nhiên của đức thánh linh đã bùng lên giống như tôi sắp thực hiện nỗ lực này. Tôi đã bị sốc và giữ mình lại vì tôi không thể chịu đựng được ngọn lửa. Tôi nhanh chóng quay trở lại con người của mình để không bị cô ấy bắt gặp trong bộ dạng đó như một con trăn. Trên thực tế, tôi cảm thấy không vui và tự trách mình đã ngu ngốc đến mức đi cùng cô gái lính cứu hỏa đó đến nhà của cô ấy. Tôi nhanh chóng chạy ra cửa, mở ổ khóa, đi ra ngoài và bắt đầu nhà ở trên cùng của giọng nói của tôi, tự trách bản thân vì sự ngu ngốc của tôi khi đi đến một ngôi nhà nguy hiểm như vậy thuộc về một cô gái độc ác như vậy. Tiếng ồn lớn của tôi và những lan can cây đắng đã đánh thức cô ấy nhưng cô ấy đã không biết điều gì đã xảy ra với tôi. Cô ấy thậm chí còn không biết ngọn lửa của Đức Thánh Linh là gì cô ấy đã gây ra. Cô ấy hài lòng với tôi để trở lại phòng và ngủ nhưng tôi thẳng thừng từ chối. Tôi bắt đầu thực hiện một số câu thần chú để tôi có thể biến mất nhưng tất cả đều vô ích. Sáng hôm sau, tôi đến khách sạn sân bay quốc tế, Port Ha Cao để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho phiên cuối cùng của cuộc thập tự chinh sắp kết thúc vào thứ bảy đó. Tối Vào khoảng 4 giờ chiều, tôi rời đi cùng với ma quỷ, máy tính và những thứ khác cho cuộc thập tự chinh đất. Tại trận địa thập tự chinh, tôi định vị mình ở phía sau, từ đó tôi bắt đầu quyến rũ. Mục sư. Tôi ngạc nhiên một lần nữa, không có bùa nào trong số này có tác dụng với anh ta. Kinh thánh nói rằng không có vũ khí nào được tạo ra để chống lại bất kỳ đứa trẻ nào sẽ thịnh vượng, Ê-sai 54 câu 17. Cái gì con người của Đức Chúa Trời đã rao giảng về đêm đó là Đức Chúa Trời của mọi điều bất khả thi. Sau khi tôi sự hoán cải, tôi đã tôn xưng Đức Chúa Trời là một chuyên gia bất khả thi. Khi ông ấy rao giảng, ngọn lửa của Đức Thánh Linh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bao phủ anh ta theo cách mà người ta có thể cảm thấy quyền năng của sự sức dầu phá vỡ mọi ác. Sức mạnh này vượt qua sức mạnh mà tôi có. Khi con người của Đức Chúa Trời thực hiện một cuộc gọi khác vào cuối lời rao giảng của mình, Satan, Belet, Leviathan và nữ hoàng của bờ biển ngay lập tức xuất hiện và cảnh báo tôi chống lại giữ quá gần hiện trường của cuộc thập tự chinh vì theo họ, họ có thể cảm nhận được rằng một cái gì đó đau thương sẽ xảy ra. Những sức mạnh bóng tối này bắt đầu kéo tôi khỏi, nhưng khi y làm điều này, có vẻ như một sức mạnh phi thường khác có giảm dần. Cuối cùng, Hai sức mạnh này đã có một cuộc đụng độ và sức mạnh thông thường đã chịu thua sức mạnh phi thường của đấng toàn năng, Haleo. Sức mạnh của lực lượng Satan là đưa ra tờ cờ, cờ. O, kỹ thuật nóc ô út, và tôi đã bị giam cầm chắc chắn bởi quyền năng của Chúa. Đã kéo tôi đến chỗ thay đổi mà ban đầu tôi rất sợ phải di chuyển đến. Tôi đã rơi vào quyền năng của Chúa và bắt đầu kêu lên như một con chuột. Ephesos 2 câu 10, khi một số anh em đến cổng tôi vì sự giải cứu thực sự một đặc vụ của ma quỷ đe dọa sẽ đối phó với họ nếu họ bắt tôi đi bởi vì theo anh ấy tôi đã là vợ anh ấy nhưng các anh nhất quyết đưa tôi đi chơi vì cầu nguyện bất kể hậu quả nào sẽ đến với họ sự cố này đã gây ra một rối loạn lớn và hỗn loạn trên mặt đất thập tự chinh sau đó tôi được đưa đến một tòa nhà của nhà thờ trong một chiếc xe hơi nơi các anh em vây quanh tôi một số người bắt đầu quậy tưng bừng và la hét Rằng họ đã bắt được một con quỷ Cần lưu ý rằng không phải tất cả những người có mặt tại nhà thờ đã đủ điều kiện để cầu nguyện cho tôi Những con quỷ thực sự đã xử lý một số người trong số họ Ở đó là một số người trong số họ đã chống lại ma quỷ Như mục sư Livinuk Yoli, chị em Regina Yoku, Gladys Ut anh Okudiri Nusu và một số người khác vì họ được bao phủ với ngọn lửa của Đức Thánh Linh và có đôi mắt cầu nguyện. Họ đã cầu nguyện trong nhiều giờ. Mục sư Không bao giờ biết điều gì đang xảy ra nhưng những lời cầu nguyện cung cấp rất nhiều thực thi tâm linh dù lũ quỷ tỏ ra ngoan cố. Giữa lúc họ không biết gì, chính hữu xuất hiện với đôi mắt ngấn lệ. Tôi cúi đầu. Đối với anh ta, vì có chết rằng nhân danh Chúa Giêsu, mọi đầu gối phải cúi đầu, Philip 2 câu 10, 11. Ngài ra hiệu cho tôi đến, đồng thời nói với tôi rằng Ngài đã chết vì tôi nhưng tôi từ chối. Ngài vẫn kiên trì gọi tôi đến với Ngài nhưng tôi kiên quyết từ chối để ý đến tiếng gọi của Ngài. Ngài đã gần gũi tôi một cách yêu thương bất chấp sự thật rằng tôi không muốn chấp nhận Ngài. Khi Ngài đến gần hơn tất cả các quỷ đều thối lui vì sự hiện diện của Chúa Giêsu khiến ma quỷ sợ hãi, Luca 8 câu 27, 30. Ma quỷ không có quyền đối với tôi bởi vì Chúa Giêsu đã và vẫn là chủ sở hữu hợp pháp của cuộc đời tôi. Khi Ngài tạo ra tôi, không có con quỷ nào hiện diện để Ngài giúp đỡ, cô. Một câu 16, ma quỷ và đồng bọn của hắn là những tên trộm. Khi Chúa Giêsu bày tỏ tình yêu thương của Ngài với tôi bằng cách đặt bàn tay của Ngài trên bụng tôi, 24 chiếc nhẫn mà tôi đã nuốt mã thông báo từ ma quỷ ràng buộc tôi để giữ bí mật toàn bộ bí mật của tôi, dạ dày ngay lập tức nôn ra hết tất cả những bí mật của quỷ, tham khảo một ngôi nhà ngầm trong chương 1. Tuy nhiên, tôi không muốn ăn năn. Sau đó, tôi gọi lại các con quỷ để hoạt động, đảm bảo rằng tôi đã không đưa lên. Tôi đã chỉ định họ đàn áp mọi người, điều mà họ thực sự đã làm. Tôi vẫn không sẵn sàng cho thực hiện các hành vi ma quỷ của tôi nhưng trong khi tôi vẫn còn là một tội nhân ăn tối với ma quỷ, Chúa Giêsu đã chết cho tôi. Roma 5, mặt cười với kính dâm. Sau đó, khi tôi bắt đầu đi nhà thờ, tôi bắt đầu cố gắng về người của Chúa nhưng Chúa đối phó với tôi. Khi Ray nhát bôn cờ đến Port Ha Cao để tổ chức một buổi phúc âm thập tự chinh, tôi đã tham dự cùng với mục sư của tôi tại trận địa thập tự chinh. Tôi đã nỗ lực để cám dỗ vị tướng này mà tên cũng xuất hiện trên bản đen trong thế giới ma quỷ. Như tôi thực hiện một nỗ lực để thực hiện kế hoạch xấu xa của tôi, Chúa đã xử lý tôi để tôi bắt đầu nôn một số thịt người chưa được tiêu hóa cho đến khi tôi trở nên bất tỉnh. Bất chấp tất cả những điều này, tôi đã vẫn không chịu ăn năn. Sáng hôm sau, một sư đưa tôi đến nhà thờ và cho phép tôi ngủ để ông. Có thể xem phản ứng của tôi Thật ngạc nhiên, tôi chết và những con quỷ kéo đến tạo thành một vòng tròn xung quanh tôi trong tinh thần, phản đối rằng tôi phải chết vì tôi đã uống máu của người ta và rằng tôi không được trốn tránh chúng. Khi họ tập trung xung quanh tôi, khiến tất cả quyết tâm những nỗ lực để kết thúc cuộc sống của tôi trong tâm linh, một thiên sứ của Chúa đã xuất hiện trước mắt tất cả mọi người ma quỷ sẹp lép. Sau đó tôi đã có thể sống lại. Sau đó, họ những con quỷ yêu cầu tôi phải trả lại tất cả tài sản và quần áo của họ trong quyền sở hữu của tôi đối với họ bởi vì họ tin rằng bây giờ tôi sẽ rời xa họ để phục vụ chúa rằng tôi nên đến gặp chúa để mua cho tôi những món đồ và quần áo khác để tôi sử dụng tất cả của tôi đồ đặt từ thế giới ma quỷ sau đó đã bị đốt cháy bởi các anh em sau khi họ đã bị cháy ma quỷ gửi một đặc vụ đến mục sư yêu cầu biết tại sao những vật liệu đó lại bị cháy và ông ấy mục sư nên đưa họ trở lại mặt nước tuy nhiên mục sư kiên quyết nói với người đại diện rằng anh ta sẽ không gửi bất cứ thứ gì xuống nước vì làm như vậy số tiền để cung cấp sự hy sinh chúa sẽ không hài lòng với điều gì cuối cùng khi quyền năng của đức chúa trời giáng xuống tôi tôi đã nôn ra những bó đinh và kim tiêm dao sắc chai vỡ bệnh trói buộc ống dài một con rắn và một con thằng lằn. Những thứ rác rưởi này đã được Đức Chúa Trời mang ra khỏi tôi mà không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho hệ thống của tôi. Lạy Chúa! Nó! Là sau khi tôi được xóa sạch những điều này, tôi đã trở thành một con người bình thường và là một cơ đốc nhân được sinh lại, tràn đầy quyền năng của Đức Chúa Trời để chống lại quyền lực của kẻ thù, Luca 10 câu 19. Lạy Chúa! Tôi là một đứa con của Đức Chúa Trời đã được cứu chuộc hoàn toàn. Ha Leo Tôi bây giờ là một người mới, một tạo vật được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa Christ. Hai, 2 r 5, 17. Tôi là cô gái đã được giải cứu khỏi thế lực của bóng tối, những người được Chúa ban ơn và được Chúa Giêsu Christ thương hại, là người làm chứng cho những điều này. Nếu Chúa có thể giải thoát một cô gái rắc rối, Ma quỷ và độc ác như tôi và biến đổi tôi cả hai về thể chất và thuộc linh. Ngài có thể làm điều tương tự với bạn nếu bạn phó thác hoàn toàn cho Ngài. Với Đức Chúa Trời, mọi sự đều có thể, mắc 10 câu 27. Bạn đọc thân mến, hãy ra ngay bây giờ và tin nhận đấng Christ. Vì Ngài đang gõ cửa lòng bạn, hãy huyền 3 câu 20. Cầu mong cho tất cả vinh quang, danh dự, quyền lực, uy nghi, quyền thống trị, tôn thờ tạ ơn, ca ngợi và hãy tôn thờ Chúa mãi mãi về công việc giải cứu hoàn toàn này và sự biến đổi Ngài đã làm trong cuộc đời tôi. Ma quỷ không thể kìm hãm tôi một lần nữa, một văn bốn câu bốn. Anh ta không thể làm bất cứ điều gì để tổn hại hoặc lấy cuộc sống của tôi bởi vì một bàn tay mạnh mẽ hơn đang nắm giữ tôi, một phi error một câu năm. Amen. Bây giờ tôi nói về Chúa Giêsu với tất cả niềm tin và sự tự tin và quyền lực. Hallelujah. Amen. Hết. 4. HTTPS 2.2 gạch -ch -ch chéo bit.li gạch chéo 3TR5A8A